mai ra Duel City chơi nha. Bây giờ là cộng bây giờ là vào trong trong đấy luôn đấy. Trong sân của nó rất là rộng, nó có bán hàng với lại vòi nước, vòi phun nước rất là đẹp luôn, cực mát luôn. Trong này có rất là nhiều hoa và có rất nhiều người nó ra chơi ở đây, ngồi đây. Trên kia có bốn con ngựa, có một người đang ở có hai người hai người đang cưỡi trên đấy. Kia là cái cổng bắt đầu vào này, rất là rộng luôn nha. Nhà thì rất cao. Bây giờ mình vào trong hầm, đây là dưới mặt đất nha. Bây giờ mình đang vào xuống thang. Ôi dồi, Đây là bọn trong chị khá thích đấy, tiêu. đầy uổng Dạ. cá rất là Một trong nhiều, bọn khá kiểu là dùng con chèo cá nó to hả? ấy Dạ nhỉ, vâng ạ. to ấy. Mình trên này mình câu ném lưới xuống thì câu mắc sướng lắm, với lại mấy con cá này nó thèm ăn lắm, to quá là nó đớp ngay mình. Có rất nhiều em bé xem. Bây giờ mình sang rồi chỗ Ở trường có gì à? trực tiếp mình chơi. Mình định vào chơi cái đấy nhưng mà mình cũng chưa biết là trực tiếp bao giờ hết, rất thích sợ mình nhá tận lùng rồi rồi. Vào trong này chơi thì 4 tiếng 4 tiếng thì nhìn nó liệu đi tao chạy rất đua đông kìa. người chơi, có nhiều người chơi rất chuyên nghiệp luôn. Đây đây kia là người ta bán hàng rất là nhiều, nhưng mà trong này toàn mấy cái hàng đắt lắm. Mình ra chơi thôi chứ mình không có tiền để mua. Bây giờ mình đi rất là mỏi rồi, bây giờ mình lại ngồi mình nghỉ ngơi lúc lại đi tiếp. Đây đây là vợ mình đấy, chào các bạn nha. À. Đây, rất là nhiều cô gái và nhiều đôi rất là đẹp trai luôn, đẹp trai xinh gái lắm. Bây giờ mình ra trên này rồi, mình sắp về, mình ra đây tí nữa mình về. Rồi chào các bạn nha, mình về đây.